Thủ tướng Anh nói kỷ nguyên vàng với Trung Quốc kết thúc. Ông Sunak nói kỷ nguyên vàng trong quan hệ Anh-Trung đã kết thúc trong bài phát biểu chính sách đối ngoại đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Rõ ràng cái gọi là kỷ nguyên vàng đã qua, cùng đó là ý tưởng ngây thơ rằng thương mại sẽ dẫn đến cải cách xã hội và chính trị. Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói trong bài phát biểu tại London ngày 28 tháng 11 nhấn mạnh Trung Quốc đặt ra thách thức có hệ thống đối với các giá trị và lợi ích của nước Anh. Theo ông, Anh cần phát triển cách tiếp cận với Trung Quốc khi Bắc Kinh đang cạnh tranh để giành ảnh hưởng toàn cầu bằng cách sử dụng tất cả đòn bẩy quyền lực nhà nước. Thủ tướng Sunak nói chính phủ sẽ ưu tiên tăng cường quan hệ thương mại và an ninh với các đồng minh Ấn Độ-Thái Bình Dương, khẳng định kinh tế và an ninh khu vực là không thể bị chia cắt. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng London không thể bỏ qua tầm quan trọng của Bắc Kinh trong các vấn đề toàn cầu như kinh tế hay biến đổi khí hậu. Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản cùng nhiều nước khác cũng hiểu điều này. Ông nói tháng 10 năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu Thủ tướng Anh David Cameron từng dự báo về kỷ nguyên vàng trong quan hệ London-Bắc Kinh. Tuy nhiên, quan hệ song phương liên tục lao dốc vì vấn đề Hong Kong và căng thẳng thương mại, đặc biệt sau cáo buộc Bắc Kinh không minh bạch thông tin COVID-19. Ông Rishi Sunak, 42 tuổi, cuối tháng 10 nhậm chức lãnh đạo đảng bảo thủ, trở thành thủ tướng thứ 3 của Anh trong chưa đầy 2 tháng. Một số người trong đảng từng chỉ trích ông mềm mỏng hơn đối với Trung Quốc so với người tiền nhiệm Liz Truss. Tuy nhiên, trong cuộc đua tranh cử hồi tháng 7, ông tuyên bố sẽ cứng rắn với Bắc Kinh, gọi Trung Quốc là mối đe dọa số 1. Ông đề xuất nhiều chính sách xem xét lại các mối quan hệ của trường đại học công ty Anh với Trung Quốc. Cuộc gặp bên lề theo kế hoạch giữa Thủ tướng Sunak và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali hồi giữa tháng đã bị hủy bỏ. Tuần trước, London đã cấm sử dụng các camera an ninh do Trung Quốc sản xuất trong các tòa nhà chính phủ.